Hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 6, hãy cùng điểm qua tin nóng nổi bật trong 24 giờ qua. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa đá nhiều nơi, mưa diện rộng còn kéo dài. Khu chợ tạm ở Bình Dương đổ sập sau cơn mưa đá hiếm gặp. Đuôi dây lội suối, mò cống trong đêm tìm nạn nhân bị nước cuốn mất tích tại Bình Dương. Vô chồng hành hung vợ trước mặt con ở Hà Giang xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc cùng nằm trên giường. Cứu bé gái 11 tuổi bị ông giò giả đốt hơn 50 vết, tình trạng nguy kịch. Bắt giam tài xế xe bồn cán ngựa dòng hai mẹ con ở Đắk Lắk. Tài xế xe tải quên đóng cửa thùng, người đi đường suýt gặp họa. 14 thanh niên đi ô tô từ Long An lên Đồng Nai hỗn chiến. Công an băng rừng triệt phá điểm khai thác vàng quy mô lớn ở Quảng Ngãi. Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 diễn ra vào tháng 9. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng. Địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.